Số phụ nhà đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì chia sẻ với anh em một chút xíu về cái việc kinh doanh của Đạt ha. Thì đạt thì tính của Đạt rất là rất là thích tặng quà cho khách. Đó, rất là thích tặng quà cho khách luôn. Thì anh em thấy Đạt rất là hay diễn ra những cái chương trình tặng quà như là mua một tặng một hay là mua đơn hàng trên vài trăm thì sẽ được tặng cái này cái kia. Thì tại sao mà Đạt lại thích tặng quà cho khách như vậy? Thì giống như là nói chung là Đạt cũng đi mua hàng thì Đạt cũng thích được người ta tặng cái này tặng cái kia lắm đạt thì đạt không thích bớt tiền lắm nhưng mà đạt thích được tặng được tặng giống như là kỷ niệm với anh em đó là cái tấm lòng của người ta thì đạt rất hay tặng quà cho anh em thì cũng có mấy người dạng như là cũng 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 bạn hàng anh em cũng lấy hàng của đạt này kia thì hỏi đạt sao mà bán hàng mà hay tặng cho khách vậy thì riết nó thành cái thói quen thì người thắt người ta cứ đòi thì sao không tặng người ta không chịu thì nó thẳng luôn em luôn là đạt tặng quà cho khách thì các khách rất là quý đạt luôn thật sự khách rất quý đạt và như anh em biết ấy, thì người ta quý mình thì người ta sẽ mua ủng hộ mình nhiều hơn thôi chứ không có phải là người ta quý mình thì mình tặng quà cho người ta là người ta sẽ đòi hoài đâu nè không không có chuyện đấy đâu và thực sự luôn nếu mà khách họ đã mua của mình á thì họ cũng biết rồi à, nếu mà họ cũng chẳng cần đòi đâu thì đạt chủ động mà đó thì đạt rất là hay tặng quà cho khách thì anh mua hay tặng cái này cái kia rất là bình thường luôn đấy thì cũng mong là À, những cái món quà được gửi tới anh em thì anh em ta sử dụng nó ngon thay thế vào xe của mình hoặc là để làm kỷ niệm ha thì cứ lâu lâu là đã lại thay đổi những cái món quà như bữa trước thì mình tặng cho anh em là móc khóa rồi này mình tặng lọc xăng thì sắp tới là mình sẽ kiếm thêm những cái món khác mà gần như là xe nào cũng gắn được thì mình lại gửi tặng cho anh em để hy vọng là anh em nhận được những cái món quà đến tay của anh em là anh em cái cảm thấy nó vui và anh em uh, cảm thấy có một cái kỷ niệm đẹp khi mà mình dọn cái chiếc xe của mình nó có cái niềm vui nữa anh em ạ chứ không phải là là mình bán hàng mà chỉ đem những cái sản phẩm tốt đến cho khách hàng là đã đủ rồi em. thì đầu tiên và điều tiên quyết nhất là mình phải đưa những cái sản phẩm tốt tới cho khách hàng. tuy nhiên á là bên cạnh những cái sản phẩm nó tốt và chất lượng dịch vụ nó tốt thì mình cũng phải có một cái gọi à, là cái tự tạo cái niềm vui cho khách à, để mà khách họ nhớ tới mình và khi họ nhận được những cái món quà mình tặng thì họ sẽ cảm thấy quý hơn, trân trọng hơn. Thì cũng có đôi lời gửi tới cho anh em, chia sẻ với anh em một chút xíu. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua các loại phụ tùng thì có thể liên hệ với shop Trần Đạt nha. Shop mình thì chuyên cung cấp các loại hàng theo xe cũng như là hàng mới, tùy vào cái nhu cầu của anh em thôi. Anh em đã có nhu cầu thì gọi qua số điện thoại của Đạt 0915 434 913. Cảm ơn quý em rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha.